Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk, Chủ nhật ngày 5 tháng 11 năm 2023. Trong bản tin này, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin đáng chú ý sau. Triển khai có hiệu quả các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia. Hiệu quả từ mô hình nuôi trùng quế. Phát triển các đội cộng chiêng nữ. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, ngày 9 tháng 11, sáng ngày 4 tháng 11 tại trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, thành đoàn Buôn Ma Thuột tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật cho hơn 1.600 học sinh. Tại phiên tòa giả định, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, những năm gần đây, tình hình tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, không ít vụ việc xảy ra ở lứa tuổi vị thành niên, học sinh, đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Thông qua việc tổ chức phiên tòa giả định, các em học sinh trực tiếp tham gia vào tình huống giả định là hành vi cố ý gây thương tích. Phiên tòa giả định giúp các em hiểu được các hành vi vi phạm pháp luật và hậu quả, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tìm hiểu và thực hiện hành vi ứng xử đúng pháp luật. Ngoài ra, các em học sinh còn được tìm hiểu về bạo lực học đường, nguyên nhân, cách ứng xử, ngăn chặn, phòng chống bạo lực học đường và các câu hỏi tìm hiểu pháp luật liên quan. Triển khai nghị quyết 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk quy định hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai với nhiều giải pháp cụ thể. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đó là tổ chức triển khai có hiệu quả các dự án phương án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, nhân rộng các mô hình dự án giảm nghèo có hiệu quả, phát huy các sáng kiến giảm nghèo dựa vào cộng đồng, xây dựng các dự án cho chính cộng đồng đề xuất để hỗ trợ theo nhu cầu. Triển khai mô hình hợp tác liên kết giữa các đối tượng thực hiện dự án với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp. Thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm cho các đối tượng nghèo, cận nghèo, tập trung đào tạo nghề, tập huấn kiến thức, kỹ thuật sản xuất, bảo quản chế biến theo sản phẩm mà người dân đã lựa chọn, hướng họ tham gia vào sản xuất hàng hóa có thu nhập cao để đảm bảo sự phát triển bền vững, xây dựng các dự án khuyến nông, lâm, thủy sản để chuyển giao trực tiếp các tiến bộ kỹ thuật đến người sản xuất, đẩy mạnh việc kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trong việc ký kết hợp đồng có điều kiện ràng buộc, bảo đảm quyền lợi giữa hai bên nhằm xây dựng mối liên kết sản xuất, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm bền vững. Xác định, xây dựng chính quyền điện tử là xu thế trong thời đại công nghiệp 4.0. Thời gian qua, các địa phương, đơn vị trong tỉnh Đắk Lắk đang từng bước xây dựng và phát triển chính quyền số nhằm tận dụng những bước tiến của công nghệ, mang lại lợi ích thiết thực trong công tác quản lý và đời sống. Trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2023, đã có trên 15 văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành để kiến tạo môi trường thể chế, chính sách thúc đẩy chuyển đổi số. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk đã cung cấp 1.637 thủ tục hành chính, trong đó có 491 dịch vụ công trực tuyến một phần, 681 dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Trong tổng số trên 2.587.300 hồ sơ được tiếp nhận trên hệ thống, có 474.570 hồ sơ được người dân doanh nghiệp nộp trực tuyến. Đến nay, hệ thống iGate được kết nối với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, kết nối chia sẻ với Hệ thống Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về dân cư, phục vụ xác thực, định danh khai thác dữ liệu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, tích hợp, liên thông, chia sẻ dữ liệu về Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và các phần mềm chuyên ngành của các bộ, ngành, trung ương. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai các lớp tập huấn truyền dạy về văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Riêng từ đầu tháng 10 đến nay, cơ quan chức năng đã mở 6 lớp tập huấn về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, truyền dạy thực hành nghề làm gốm thủ công của dân tộc Mơ Nông, truyền dạy kỹ năng diễn tấu chiêng, nhạc cụ dân tộc ED, hướng dẫn truyền dạy kỹ năng cơ bản về đánh chiêng, nhạc cụ dân tộc, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023.
thông qua các lớp đào tạo tập huấn, góp phần gìn giữ, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh, khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa nghệ thuật, ươm mầm và bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, nâng cao chất lượng nghệ thuật trong cộng đồng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân, xây dựng ý thức, trách nhiệm, nhất là thế hệ trẻ trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, cùng với việc phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, người dân đã kết hợp nuôi trùng quế để nâng cao thu nhập. Phần của trùng quế cũng có thể làm phân bón cho cây trồng, giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Năm 2018, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Nguyễn Văn Tư, thôn Giang Minh, xã Ea Búc, huyện Crong Năng, trở về địa phương làm thuê, nhưng thu nhập bấp bênh. Sau khi tìm hiểu và biết phân trùng quế vừa ứng dụng tốt trong chăn nuôi, trồng trọt mà còn làm giảm ô nhiễm môi trường và có giá trị kinh tế cao, anh đã mua phân bò và trùng quế giống về nuôi thử nghiệm với diện tích 500m2. Nhận thấy hiệu quả bước đầu mang lại cao nên anh đã mở rộng diện tích lên 1.000m2, thuê 10 nhân công làm việc cố định. Trùng giống được thu hoạch 1 tháng một lần với giá 12-15.000 đồng trên 1kg, phân trùng giá 3.000 đồng trên 1kg. Bình quân trang trại của anh Tư bán ra 10 tấn phân trùng, hơn 5 tấn trùng giống, mang lại thu nhập ổn định hơn 50 triệu đồng trên tháng. Làm trùng quế là phân bón trùng quế, cung cấp con giống trùng quế ra thị trường, thấy kinh tế đem lại cho gia đình ổn định. Thu nhập của nói chung là chi phí trong gia đình đạt quả cao. Nhận thấy mô hình nuôi trùng quế vốn đầu tư ít lợi nhuận cao, năm 2019 anh Triệu Văn Hưng ở thôn Tam Đồng, xã E Tam, huyện Crong Năng triển khai trên diện tích hơn 200m2 nuôi trùng quế, không cần nhiều chi phí, chỉ cần trộn phân bò với đất và vỏ cà phê có dại rồi ủ hoai là trùng phát triển và sinh sôi. Không những bán trùng thành phẩm sau khi thu hoạch còn bán phân trùng, trùng giống, nên anh Hưng đã có thêm lợi nhuận để mở rộng mô hình. Đến nay trang trại nuôi trùng quế của gia đình anh rộng khoảng 1.500m2 với giá thu mua trùng thương phẩm dao động từ 55-60.000 đồng trên 1kg, mỗi năm anh Hưng thu lãi khoảng 300 triệu đồng. Triển khai đầu tiên thì cũng học hỏi dần dần ở trên mạng và áp dụng ở trong gia đình, cũng có một hai lần thất bại là đầu tiên nuôi thử một nhiệm 100m2, nhưng sau có quá trình 3 năm và hiện tại tôi cũng đang nhân lên được 1.200m2 và tạo công ăn việc làm cho 4 đến 5 nhân công thường xuyên làm việc và cung cấp ra thị trường 200 tấn phân mỗi năm. Mô hình nuôi trùng quế không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần rất lớn trong việc xử lý ô nhiễm môi trường. Đây thực sự là mô hình kinh tế hiệu quả, không chỉ tận dụng thời gian nông nhàn mà còn mở ra hướng phát triển mới đối với nông dân. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phụ nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều hoạt động góp sức bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Trong đó, sự ra đời và hoạt động hiệu quả của các đội cồng chiêng nữ đã mang lại sức sống mới cho không gian văn hóa cồng chiêng. Từ năm 2018 đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã mở gần 100 lớp truyền dạy đánh chiêng ở các buôn làng. Từ đó xuất hiện nhiều đội chiêng trẻ có chất lượng và được tham gia các cuộc thi về nhạc cụ dân tộc do các cấp tổ chức. Điều đặc biệt, không chỉ có các đội chiêng nam mà các đội chiêng nữ cũng ngày càng khẳng định khả năng diễn tấu của mình. Chúng ta cần phải nên khích lệ lại trong thời gian sắp tới, động viên cho các cháu cho nó tích cực hơn nữa. Bây giờ hôm nay thấy là đây cũng là ngày đầu tiên mà chú cảm nhận thấy rằng là có một phần nhận xét, tức là đơn đội nữ buôn coi thôn đã có một sự tiếp thu rất là đẹp, rất chuẩn. Đến nay Đắk Lắk có khoảng 500 đội chiêng trẻ. Nếu như những đội chiêng nam mang đến lối chơi mạnh mẽ, dứt khoát, thì ở đội chiêng nữ lại tạo ấn tượng bởi lối chơi chiêng mềm mại, uyển chuyển, nhịp nhàng, tạo nét thu hút riêng. Người phụ nữ cũng có trách nhiệm trong việc gìn giữ không chỉ là văn hóa về dệt, văn hóa về rượu cần, mà nó còn là văn hóa về cồng chiêng, về những cái gì đó phi vật thể mà người ta cảm nhận nghe được. Qua đó thì người phụ nữ là cái gốc của gia đình thì phải là người truyền đạt được, không phải là tất cả mà một trong những cái gốc nào đó để mình có thể giữ gìn lại. Chế độ mẫu hệ là người phụ nữ là phải ở trong nhà, cho nên là rất có lợi thế về mặt tổ chức cồng chiêng, nó không chảy máu về nhân lực. Trước đây đội chiêng là đội chiêng nam, khi được đào tạo dạy mà phải lấy vợ, phải theo vợ và đi các huyện, cho nên nhân lực chúng tôi sẽ rất là thiếu. Do vậy hiện tại là cồng chiêng dạy cho các cô gái ED là tuyệt vời nhất và sẵn sàng để phát triển. Cùng với tình yêu, ý thức và trách nhiệm bảo tồn văn hóa dân tộc, nhiều chị em ở Đắk Lắk
đã chung tay góp sức mang lại sức sống mới cho không gian văn hóa cổng chiêng. Bên cạnh đó, khi các đội chiêng nữ biểu diễn còn tạo sự mới lạ, thích thú cho du khách khi đến tham quan, thưởng thức các tiết mục biểu diễn cổng chiêng tại các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh.